Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải game Liên Minh Huyền Thoại và game TFT về trên máy tính PC hay là laptop để mọi người chơi nhá. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ vào cho mình một chỉnh duyệt. Tiếp đến thì mọi người sẽ vào cho mình trang chủ của Liên Minh Huyền Thoại. Thì link trang web mình sẽ để bên dưới một bình luận nhá. Sau khi vào trang web ấy thì mọi người sẽ chọn là Access All này. Bây giờ để tải game Liên Minh Huyền Thoại và TFT về trên máy tính thì mọi người sẽ chọn cho mình vào chơi miễn phí hay là chơi ngay nhá. Để tải được game thì chúng ta cần phải có tài khoản Riot để đăng nhập, hoặc là mọi người chưa có thì mọi người sẽ tạo một tài khoản nhá. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một tài khoản Riot để mọi người tải game Liên Minh Huyền Thoại và TFT về trên máy tính nhá. Còn ai mà có tài khoản rồi thì mọi người chọn đăng nhập nhá. Bây giờ mọi người có thể là sử dụng địa chỉ Gmail để tạo tài khoản Riot, hoặc là mọi người cũng có thể là sử dụng tài khoản Facebook này, tài khoản Google, tài khoản Apple, tài khoản Xbox hay là tài khoản PlayStation để mọi người tạo tài khoản nhá. Trong video này thì mình sẽ sử dụng tài khoản Gmail. Ai chưa có thì tạo ra một cái nhá. Ai chưa biết cách tạo thì mình cũng có làm một cái video hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản Gmail rồi. Link video mình sẽ để bên dưới mô tả video này. Mọi người kích vào để xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhập địa chỉ mail của mình vào này. Mọi người có thể là tích chọn vào đây để nhận thông báo từ Riot nhé. Sau khi nhập địa chỉ Gmail xong, mọi người chọn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tên người dùng. Tên người dùng phải là duy nhất, không trùng với ai nhé. Chọn tên người dùng xong, mọi người chọn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mật khẩu. Mật khẩu phải có độ dài ít nhất 8 ký tự. Mật khẩu phải chứa chữ cái, số hoặc là ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt chính là chấm than, a còng, thăng, đô la. Bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu nhé. Dòng xác nhận mật khẩu sẽ giống cái dòng mật khẩu mọi người nhé. Khi mọi người nhìn thấy tích V như thế này là mật khẩu của chúng ta đã ok rồi. Mọi người chọn tiếp theo. Bây giờ thì mọi người sẽ đọc điều khoản. Mọi người kéo về dưới. Rồi mọi người chọn tôi chấp nhận điều khoản dịch vụ. Chọn chấp nhận. Ở đây tên người dùng của mình đã có người sử dụng rồi thì mình phải chọn tên người dùng khác nhé. Mình sẽ nhập tên người dùng khác. Nhập xong mình chọn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản Riot mà chúng ta mới tạo để tải game Liên Minh Huyền Thoại và TFT nhé. Nhập tài khoản xong, mọi người chọn tiếp theo. Trường hợp mọi người không đăng nhập được thì mọi người sẽ load lại cho mình. Chọn không thể đăng nhập. Chọn cập nhật tài khoản. Chọn tiếp theo. Mọi người nhập mật khẩu. Chọn tiếp theo. Và mọi người sẽ nhìn thấy thông báo là quá tuyệt vời. Tài khoản của bạn đã được cập nhật. Mọi người chọn tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã nhập thành công tài khoản Riot. Bây giờ để tải game Liên Minh Huyền Thoại và TFT, mọi người sẽ chọn là Play for Free. Ở đây thì nó sẽ có hai phiên bản, một là dành cho Windows, hai là dành cho Mac. Ở đây máy tính của mình là Windows thì mình sẽ chọn là Download for Windows. Tải xong mọi người sẽ kích chuột trái vào đây để tiến hành cài đặt. Trường hợp mọi người không nhìn thấy bộ cài Liên Minh Huyền Thoại hay là TFT ở đây thì nó sẽ ở trong mục download nhé. Mọi người vào thư mục này, chọn download. Bộ cài Liên Minh Huyền Thoại sẽ ở đây. Mọi người kích chuột trái vào. Chọn Z.
Mọi người chọn vào Advanced Optician. Mặc định thì nó sẽ cài vào ổ C. Nếu mọi người muốn cài game liên minh điện thoại sang ổ khác thì mọi người sẽ chọn vào thư mục này. Chọn vào Zip PC. Và chọn vào ổ khác. Ở đây mình sẽ cài vào ổ D. Mình chọn vào ổ D. Rồi mình sẽ tạo một thư mục mới. Mình chọn Make New Folder. Đặt tên cho thư mục là Liên minh huyền thoại. Chọn OK. Chọn Install. Đây là mình đang tải ứng dụng Riot. Tí nữa chúng ta mới tải game liên minh huyền thoại và TNT mọi người nhé. Mọi người chọn Z. Chọn Allow Access. Mọi người đăng nhập tài khoản Riot của mình vào. Mọi người chọn vào đây để lưu đăng nhập cho những lần sau. Vì đây là một tài khoản mới tạo, chúng ta cần phải update tài khoản. Mọi người kéo về dưới nhé. Chọn Access. Mọi người chọn vào Install. Nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo Riot ID. Mọi người nhập game name và tag line vào nhé. Nhập xong mọi người chọn Create. Mọi người chọn lại vào Install. Chúng ta chọn Update Account. Mọi người sẽ nhập tên này, địa chỉ mail, số điện thoại. Nhập xong mọi người kéo về dưới. Nhập địa chỉ, số căn cước công dân, năm cấp và ngày tháng năm sinh. Nhập thông tin xong mọi người sẽ tích chọn vào đây. Chọn tiếp theo. Chọn Open. Chọn Recheck Account. Update xong thì mọi người sẽ chọn lại vào Install để tải game liên minh điện thoại và TFT. Ở đây thì mọi người sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Mình chọn tiếng Việt này. Chọn Install. Ở đây thì nó sẽ cài vào ổ D mà mình chọn nhé. Chọn Z. Đây nó cài ổ D này. Nếu máy tính của mọi người chưa cài Let's Film thì mọi người chọn là Download and Install. Cài xong Let's Film thì mọi người sẽ chọn Close. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi chờ cho game Liên minh huyền thoại và TFT tải và cài ra máy tính. Sau khi cài xong chúng ta sẽ vào game để chơi nhé. Tải xong nó yêu cầu chúng ta là phải khởi động lại máy tính này thì mới chơi được. Bây giờ thì mình sẽ khởi động máy tính nhá. Như vậy là mình đã khởi động máy tính xong. Bây giờ thì mình sẽ vào game Liên minh huyền thoại hay là TFT để chơi thử nhá. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Riot của mình vào. Mình chọn Play. Mọi người sẽ tích chọn vào đây này. Đây là tài khoản mới thì nó sẽ hiện ra mọi người nhá. Còn nếu mọi người chơi rồi ấy, thì không cần. Mọi người có thể là chơi đấu trường chân lý này, chơi đấu 5 năm này, mọi người chọn cái gì cũng được. Như vậy là chúng ta đã tải thành công game Liên minh huyền thoại và đấu trường chân lý, hay chính là game TFT về trên máy tính PC hay là laptop để mọi người chơi nhá. Nếu mọi người nhìn thấy nó tải game ở đây ấy, thì mọi người sẽ chờ cho nó tải. Sau khi tải xong thì mọi người sẽ chơi được. Mọi người sẽ vào đấu này và chơi mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào một trận để chơi thử. Như vậy là mình đã vào được một trận đấu này. Ở đây thì mình đấu bot thôi. Có một người chơi đấu danh mọi người nhá. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta sẽ tải được game Liên minh huyền thoại và TFT về trên máy tính để chơi nhá. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.